Thì mấy hôm nay là cháu cũng chưa biết, thì chị Thư ấy đang rất là khốn nạn. Khốn nạn gì? Chị Thư đang lừa tiền anh Kiên đấy. Ông đang... riêng ông, tự nhiên ông nói chị tôi như thế, chị Thư làm gì mà lừa tiền anh Kiên? Chị Thư bây giờ đang trêu đùa tình cảm của anh Kiên đấy. Chị Thư ấy chỉ đang lừa gạt anh Kiên để lấy cái tiền của anh Kiên. Để... hôm nọ lừa cái xe SH của anh Kiên rồi. Thôi ông đừng mà nói chị tôi như thế. Hôm trước tôi, chị tôi với anh Kiên đang quay lại với nhau bình thường rồi. Là đến cả ông cũng không tin lời nói của tôi à? Dạ ấy. Thì ông vừa mới hôm trước xong, bây giờ ông lại nói thế với tôi, ai tin? Nhưng mà ấy, tôi nói anh Kiên nhưng anh Kiên không tin tôi. Tại giờ ấy, anh Kiên chỉ mù quáng vì chị ông ấy. Chị ông đang rất là đều. Chị ông với thằng Hiệp đang kết hợp với nhau để lừa hết tiền anh Kiên. Hello anh em nhá, thì hôm nay mình sẽ gọi Dũng ra để mình nói Dũng về chuyện mà chị Thư ấy. Đấy, mình sẽ nhờ Dũng để về bảo bố chị Thư về chuyện này. Với lại tầm này ấy, chỉ có Dũng mới giúp được mình thôi. Giờ anh Kiên không tin mình nữa rồi. Anh Kiên toàn tin bà Thư rồi chứ nhở. Anh Kiên giờ mù quáng lắm rồi. Dạ, yêu mù quáng, yêu vào mù quáng, rồi có ngày nó lừa hết tiền cứ không tin mình nên với Chiến đi. Giờ có ngày bán cả nhà đi cho tiền cho nó ấy rồi. Dạ, vì gái đây, vì gái của anh em, vì gái mà đánh mình. Mọi người mình sẽ đợi Dũng đến là mình sẽ nói chuyện này rồi cho Dũng biết. Cay thật anh em, rất là tức luôn. Sao ấy? Gọi tôi làm gì? Lâu ấy. Lâu ấy. Chuyện gì? Sao? Này tôi gọi ông đang đây cũng có chuyện chị gái của ông ấy. Thì mấy hôm nay là cháu cũng chưa biết, thì chị Thư ấy đang rất là khốn nạn. Khốn nạn gì? Chị Thư đang lừa tiền anh Kiên đấy. Ông đang... riêng ông, tự nhiên ông nói chị tôi như thế, chị Thư làm gì mà lừa tiền anh Kiên? Chị Thư bây giờ đang trêu đùa tình cảm của anh Kiên đấy. Chị Thư ấy chỉ đang lừa gạt anh Kiên để lấy cái tiền của anh Kiên. Để... hôm nọ lừa cái xe SH của anh Kiên rồi. Thôi ông đừng mà nói chị tôi như thế. Hôm trước tôi, chị tôi với anh Kiên đang quay lại với nhau bình thường rồi. Là đến cả ông cũng không tin lời nói của tôi à? Dạ ấy. Thì ông vừa mới hôm trước xong, bây giờ ông lại nói thế với tôi, ai tin? Nhưng mà ấy, tôi nói anh Kiên nhưng anh Kiên không tin tôi. Tại giờ ấy, anh Kiên chỉ mù quáng vì chị ông ấy. Chị ông đang rất là đều. Chị ông với thằng Hiệp đang kết hợp với nhau để lừa hết tiền anh Kiên. Thế là ấy, tôi chỉ biết nhờ ông thôi, giờ ông chỉ có ông mới giúp được tôi. Đúng rồi. Giờ chỉ có ông ấy nói thì bố chị Thư tin. Thế nhưng mà sao mà ông biết chị tôi lừa tiền? Chính tôi nhìn thấy đây. Nó còn chặn đường, nó đánh bọn tôi. Hôm qua đây, nó chặn đường nó đánh bọn tôi, bảo là không được nói cho anh Kiên biết về vụ mà chị Thư lừa tiền của anh Kiên. Thế á? Chả thế. Đấy ông xem con chị ông đấy. Chị ông mà giờ nó khốn nạn thế, nó lừa cả tiền của anh Kiên, nó hãm tiền như thế đấy. Là nó sống hai mặt đấy. Nhưng mà lúc trước tôi thấy chị tôi bình thường mà, quay lại bên Kiên bình thường nhưng mà... Bây giờ về nhà bình thường đi đấy, lừa tiền anh Kiên đấy. Vụ mặt giả tạo đấy. Sao biết được? Chả ai biết được đâu, chỉ có tôi thôi. Tôi trước mặt tôi ấy nó giả tạo. Đúng rồi. Trước mặt Kiên nó sẽ khác, nó ngoan hiền, nó giả vờ. Nó còn đổ tội cho tôi này, tôi là người đẩy nó á. Đấy nên là hôm nay tôi muốn ông là ông về ông nói bố hoặc là ông nói với anh Kiên ấy, cho anh Kiên hiểu. Nhưng mà ông nói thế anh để tôi ấy tôi về đi xem đá đi. Giờ tôi nói đến thế rồi ông vẫn không tin tôi à? Đúng. Thì bây giờ chị tôi lừa anh Kiên thế rồi, bây giờ anh về anh ông ấy đi, ông nói chuyện với anh Kiên đi. Giờ bọn tôi nói anh Kiên không tin. Ông biết không? Ngày hôm nay tôi nói ba lần. Ngày nào tôi cũng nói anh Kiên còn đánh cơ. Nói ra là anh Kiên đánh tôi, bảo là không tin tôi. Tôi lừa, tôi kích để vào để anh Kiên chị Thư chia tay. Ông thấy thế cũng được không? Nhưng mà anh Kiên thì sao? Ông nói với anh Kiên mà tự nhiên anh Kiên đánh ông sao? Nhưng mà tôi nói anh Kiên không tin. Thế thì ông xem đấy thôi, ông giúp tôi. Dạ chỉ còn mỗi mình mày là giúp được bọn tao thôi. Bây giờ thì tôi xem, tôi về tôi nói chuyện với anh Kiên là tôi phải nói chuyện với anh Kiên. Giờ ông nói Kiên chắc gì đã tin. Đúng. Sao ông tin bây giờ chị tôi làm như thế với anh Kiên rồi không được? Giờ anh Kiên bảo là phải mang bằng chứng ra cho anh Kiên thì anh Kiên mới tin cơ. Giờ không mang bằng chứng anh Kiên không tin đâu. Thế bây giờ chị tôi với anh với thằng Hiệp giờ nó ấy tìm cách đi lừa anh Kiên ấy. Ừ, nó đang tìm cách bảo lừa hết tiền đấy. Nó lừa được con SH rồi. SH lúc trước anh Kiên tặng chị Thư mà. Tặng bây giờ ông thấy cái SH đấy thì còn lấy luôn, lừa luôn. Bây giờ mày SH đấy giờ thằng Hiệp đang đi. Mày có thấy cái SH đấy ở nhà mày không?
Có thấy SH không? Chị Thư bảo mang đi sửa nhưng mà đã mang về chưa? Biết đâu tôi thấy SH em gì đâu, mấy hôm nay rồi còn thấy, thế không? Tôi nói có đúng không? Tôi nói có đúng là nó đang lừa tiền anh Kiên không? Tôi chả hiểu sao nhà ông có con chị nó cuốn lẹn đến thế luôn đấy. Giống hai mặt giả tạo. Tôi đéo vào bây giờ chị tôi làm như này luôn, quên kia. Để tôi xem chiều nay tôi về nó chuyện xem nào. Với cả ông ở nhà ông không biết thằng Hiệp nó đến nó nói chuyện với chị Tư à? Biết đâu tôi suốt ngày tôi kiếm tiền làm ăn kiếm việc chứ bây giờ tôi suốt ngày ở nhà đâu. Thầy thực. Bây giờ chị Tư làm như thế. Tôi xem tôi về nó chuyện với bố tôi xem nào. Bây giờ chị tôi làm như này với anh Kiên rồi. Dạ ông về nói bố ấy, chị Thư đang lừa tiền anh Kiên đấy. Dạ về nói bố không tin đâu, bây giờ phải tìm cách nào mà cho sao mọi người xem là một bài thật. Về em nói chuyện với bố luôn chứ bây giờ chị em như này rồi, bây giờ làm để im được. Càng để sâu ấy, anh Kiên càng mất nhiều tiền mà anh Kiên. Số tiền đấy phải chị Thư tiêu đâu, lại thằng Hiệp nó tiêu. Xe thằng Hiệp nó đi. Bây giờ phải để cho anh Kiên sớm biết rồi bộ bài thật của chị Thư không là anh Kiên càng ngày cũng u mê. Càng chết. Ông giờ mù quáng rồi, đéo thèm nói chuyện nữa. Đéo còn cách nào nói với ông ấy luôn. Nói ra lại đánh. Thôi tí đánh, đuổi. Thì anh Kiên giờ sao bây giờ ông nói với anh Kiên không nghe, không tin. Tôi nói bây giờ anh ấy tin đâu. Thế nên là tôi mới nhờ ông. Còn chả nhờ được ai cả. Điều rồi, bây giờ tôi về tôi nói chuyện với bố tôi này bây giờ. Không ấy, thì chiều ông cứ ra ông thử nói với đi. Anh Kiên thử xem anh Kiên có tin không. Nếu không tin thì mình lại làm cách khác. Chứ giờ mình cứ như này á, anh Kiên càng lún sâu vào, anh Kiên càng mất tiền. Thì tôi về nói chuyện với anh Kiên cho. Càng để lâu càng chết. Đấy, ông về ông xem nào xong rồi giúp tôi với. Mà tôi nghĩ lại là chỉ tôi đâu phải như thế đâu. Nhìn tôi với anh Kiên bình thường mà. Là chỉ tôi thay đổi rồi, bây giờ đâu làm gì mà giống như lúc trước nữa. Bạn ông lại nói thế với tôi. Bản tính con người ông nghĩ thay đổi nhanh đến thế. Ông cũng vừa mới phải thôi chứ. Ông toàn bênh chị ông. Bênh cái gì đúng bây giờ thôi. Chị tôi giờ như thế, ông lại nói thế chị tôi chả bính. Tôi chán chả muốn nhờ ai, giờ chả ai tin cả. Giờ đến cả anh Kiên chả tin. Ông lại không tin nữa thì tôi biết nhờ ai để giúp anh Kiên bây giờ. Thôi bây giờ thì tôi về nói chuyện với bố tôi nè. Thôi bây giờ tôi biết chuyện gì đâu. Bây giờ tôi ông nói thế rồi, bây giờ tôi về tôi nói chuyện với bố tôi. Xem bố tôi, nhưng mà bố tôi không được. Thế sao? Thôi chiều nay tôi về tôi nói chuyện với Kiên trước nè. Dạ về luôn chiều nay gì? Dạ về nói luôn đi. Sớm được phút nào hay phút đấy. Chung để ra dài dài ra nó lừa hết tiền của anh Kiên đấy, chị ông đấy. Đi về nói chuyện với anh Kiên. Ông đứng dậy về nói luôn đi. Giờ tôi về ông anh Kiên đang đuổi tôi rồi, anh Kiên không nói chuyện tôi nữa rồi. Đấy giờ mình ông về ông nói giúp tôi với. Được. Tôi về. Bố giúp tôi nhá. Ừ biết rồi. Về đi nhá.